những cuốn sách hàng trăm năm tuổi. Nhiều cuốn là độc bản đã bị ăn mòn bởi thời gian. Tách rời từng trang, quét sạch bụi bẩn, vá dán tỉ mỉ sau khi khử axit và muối mọt. Làm sống lại sách cổ chính là lưu giữ kho tàng tri thức cho hiện tại và tương lai.